Video này sẽ dành cho những bạn nào đang muốn xây dựng một thương hiệu cá nhân và kiếm tiền từ YouTube. Nếu mà các bạn đã hoặc đang muốn bắt đầu xây dựng một thương hiệu cá nhân trên YouTube và các bạn đang loay hoay không biết làm thế nào để mà thành công thì bạn đến đúng chỗ rồi đó. Video này dành cho bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái bí kíp mà mình dùng để mà xây dựng lên một kênh YouTube có 180.000 subscriber như hiện nay. Và những cái bí kíp này á, mình không chỉ sử dụng nó cho YouTube không, mà mình còn dùng nó để mà tạo lên một kênh TikTok 275k follower và những cái account phụ vài chục ngàn follower khác. Mình sẽ chia sẻ với các bạn hai thứ mà các bạn có thể áp dụng ngay lập tức để những cái video mà các bạn sáng tạo ra nó sẽ có nhiều người coi hơn. Và có tới cuối mình sẽ tiết lộ cho các bạn một cái nghệ thuật thất truyền. Nguyên nhân chính vì sao mà có một số người họ làm ra nội dung, họ làm ra video rất nhiều người coi, còn nhiều người cứ lây hoay làm mãi mà không có ai để ý tới. Ok, đầu tiên cho mình hỏi. Mình biết á, là phần lớn các bạn chưa ai post một cái mẫu nội dung nào hết. Nhưng mà nếu mà bạn đã làm rồi á, thì bạn có bao giờ gặp trường hợp là bạn rất là quyết tâm làm nội dung, bạn dồn hết tâm trí, dồn hết công sức của các bạn vào một cái video nào đó, bạn chia sẻ cái bí kíp của cuộc đời bạn, chia sẻ bí kíp mà cách mà các bạn đầu tư, cách mà các bạn ăn uống có body đẹp, hoặc là bạn làm video chia sẻ về cái cuộc sống xung quanh của các bạn nó thú vị như thế nào, bạn chắt lọc ra những cái tinh túy nhất của cuộc đời bạn để mà bỏ vô trong cái video đó, bạn quay video, bạn edit video hết mười mấy tiếng đồng hồ, xong rồi bạn post lên, xong rồi không có ai coi hết, bao tinh túy, bao công sức bạn bỏ vô trong một cái mẫu nội dung, xong mà không ai thèm coi, các bạn nản, cái xong bạn nghĩ là trời ơi, đây là cái cú debut của mình đã dồn hết tâm trí, dồn hết giá trị mình bỏ trong cái video này rồi mà không có ai thèm xem hết, thôi chắc là cái thương hiệu cá nhân này nó không dành cho mình rồi, đúng không? Bạn có bao giờ như vậy chưa? Tầm một năm trước mình cũng như vậy á. I know your feeling. Khi mà mình mới bắt đầu mình làm video thì cũng không có nhiều người coi, thì mình cũng nghĩ đơn giản là mình không biết cách thì mình lên trên mạng mình tìm hiểu, mình mua những cái khóa học của những cái YouTuber bên nước ngoài á, thì họ chia sẻ là lúc mà post video rồi sử dụng hashtag như thế này, nên sử dụng nhạc như thế kia, nên set up background nó đẹp như thế này kia nọ. Mình thấy người ta chỉ hay quá, xong mình cũng làm theo, xong rồi vẫn flop, xong rồi video cũng không ai coi. Mấy ngu bán khóa học đó. Thật ra thì những cái gì mà người ta chia sẻ nó không phải là sai, nhưng mà nó không phải là cái nguyên tắc của thuật toán. Cái lúc đó thử nhiều thứ xong rồi mình cũng không thấy được cái cải thiện rõ rệt. Cái lúc đó mình nghĩ là trời, nó có nhiều yếu tố ảnh hưởng quá, bây giờ cũng không biết là cái nào, thôi thì cứ làm đại đi, lên được thì lên, không lên được thì thôi, chứ cũng bế tắc quá rồi. Thì đùng một phát vào thời điểm đó mình nghe được một cái chuyện á, là những cái YouTuber bên nước ngoài á, họ tranh luận về việc là có rất nhiều YouTuber họ copy theo cái style của một người gọi là Mr. Beast. Cái tên Mr. Beast này nghe nó quen quen, có vẻ như là đã nhiều người nói rồi. Thì sau khi một hồi mà mình lên mạng search á, thì ra cái anh bạn Mr. Beast này á là người có nhiều view nhất trên YouTube, The YouTube God. Cái kênh YouTube của bạn đó hiện giờ đã có 105 triệu million follower rồi. Cái kênh đó là cái kênh chính, và không chỉ có một cái kênh đó thôi mà bạn đó còn nhiều cái kênh khác cũng vài chục triệu follower nữa. Cả những cái video mà bạn đó đăng lên nó đều có từ vài chục, thậm chí lên tới vài trăm triệu view luôn. Cho nên nếu mà có một ai đó mà người ta biết được cái quy tắc, cái nguyên lý để mà tạo ra những cái video viral chục triệu view thì đó chính là bạn này. Và đặc biệt hơn nữa là như mình nói hồi nãy á, cái chuyện mà những cái YouTuber khác họ copy lại cái style của bạn này thì nó chứng tỏ một điều là nó có nguyên tắc tạo ra những cái video viral. Cho nên là những cái người kia họ mới copy lại và họ cũng thành công được như vậy, đúng không? Thì mình lần mò lại, mình lên trên cái kênh MrBeast đó, mình tìm hiểu thử, mình coi lại từ những cái video mà lúc mà bạn đó chưa có nhiều view cho tới lúc mà có nhiều view rồi, và mình coi những cái buổi phỏng vấn hiếm hoi mà bạn đó tham gia. Và cuối cùng mình đã tìm ra được cái nguyên tắc vàng để làm video viral đó. Những gì mình chia sẻ ở đây không phải là từ mình tự chế ra mà là từ thánh YouTube đó. Thì có hai yếu tố để một cái video của bạn nó có go viral hay không, nó có nhiều người xem hay không. Thứ nhất á, là có bao nhiêu người họ quyết định dừng lại để xem video đó. Và cái thứ hai á, là họ coi bao nhiêu phần trăm của cái video của bạn. Nhắc lại nè, bao nhiêu người họ dừng lại để mà họ xem cái video của bạn, và cái thứ hai là họ xem bao nhiêu phần trăm của video đó. Tất cả những cái nền tảng á, bất kể nó là YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, cái mục tiêu của nó là giữ người dùng trên cái nền tảng đó càng lâu càng tốt để mà nó chạy quảng cáo được nhiều nhất. Cho nên nếu mà các bạn tạo được một cái video mà nhiều người họ quyết định dừng lại xem cái video đó và họ xem hết cái video đó luôn, thì YouTube họ sẽ xác định được là đây là một cái video rất là hay, rất là nhiều người chọn coi và họ coi hết cái video đó luôn. Video này hay nè, ta sẽ đẩy nó ra cho nhiều người coi hơn nữa, để nhiều người họ coi, họ ở lại trên cái platform của tao để mà tao có thể chạy quảng cáo được nhiều hơn nữa. Thì khi đó chắc chắn là cái video của bạn nó sẽ go viral. Hết sức basic và hợp lý, đúng không? Hai yếu tố quyết định bao nhiêu người coi và họ coi bao lâu. Vậy thì vấn đề là làm thế nào để mà tạo được hai yếu tố đó, để mình phân tích từng cái. Ok, thì đầu tiên, làm thế nào để mà người ta dừng lại và xem video của bạn? Thì mình muốn hỏi các bạn nè,
thời điểm nào là cái thời điểm mà các bạn quyết định dừng lại và xem cái video này của mình? Là lúc mà mình nói với các bạn là mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để mà các bạn có được 180.000 sub giống như mình hả? Hay là lúc mà mình nói với các bạn là cái bí kíp thất truyền này kia, cho nên là các bạn tò mò, các bạn ở lại các bạn coi? Nah, it's already too late. Nó lúc đó là quá trễ rồi. Lúc đó là lúc mà các bạn đã yên vị ngồi xuống và bắt đầu nghe mình nói rồi. Cái thời điểm á mà một người họ quyết định là họ có dừng lại để xem cái video YouTube đó hay không là khi mà họ vừa mới thấy được cái thumbnail với lại cái tiêu đề, cái title của video đó. Bạn quyết định xem một cái video đó là tại vì cái thumbnail, cái hình ở bên ngoài á, nó bắt mắt bạn, và cái tiêu đề nó làm bạn tò mò và bạn muốn click vô. Một khi mà bạn đã click vô cái video á là coi như xong rồi, bạn đã quyết định là sẽ dành thời gian để xem cái video này rồi. Cho nên là đối với YouTube thì để mà cái video của bạn á được nhiều người chú ý tới thì bạn phải tập trung vào cái thumbnail là cái hình và cái title là cái tiêu đề của video đó. Bạn phải nail được hai cái yếu tố đó trước để người ta click vô cái video, rồi sau đó thì cái đoạn video mà bạn làm á nó mới bắt đầu có ý nghĩa. Còn nếu không á thì cho dù cái video của bạn nó có hay cỡ nào, nhưng mà khi mà người ta nhìn vô cái thumbnail, người ta nhìn vô cái title, người ta thấy nó không hứng thú, người ta không click vô, thì toàn bộ cái video mà bạn bỏ mười mấy hai chục tiếng đồng hồ ra để mà edit đó nó hoàn toàn không có ý nghĩa, đúng không? Và người đồng ý nhất với cái chuyện này á chính là thánh YouTube MrBeast á. Cái mà phần lớn mọi người làm và kể cả mình á là chúng ta lên ý tưởng cho một cái video, xong rồi chúng ta quay, chúng ta edit bla 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 xong hết rồi, sau đó chúng ta mới làm đại một cái hình thumbnail, xong rồi chúng ta slap lên. Còn MrBeast á, bạn đó làm á, bạn đó làm tới 3 cái thumbnail luôn. Thì trong YouTube á nó có một cái chỉ số gọi là click through rate, viết tắt là CTR, tức là cái chỉ số cho bạn biết là bao nhiêu người họ click vô cái video đó của bạn. Thì các bạn đó chia sẻ là khi mà bạn đó post video lên và cái video đó ít view và cái CTR, cái chỉ số CTR nó thấp, thì nó chứng tỏ là cái hình thumbnail đó nó không có thú vị, nó không có thu hút người xem. Thì họ sẽ đổi cái thumbnail đó, họ sẽ đổi nó tới khi nào mà cái chỉ số CTR nó tăng lên thì thôi. Cho nên là nếu mà thánh YouTube còn làm như vậy thì mình nghĩ mình và các bạn cũng nên làm như vậy. Chúng ta phải tập trung vào cái tiêu đề và cái thumbnail trước, rồi sau đó chúng ta mới có cơ hội để mà thể hiện trong cái video. Nhưng mà cái đó chỉ là bước một, đó là cái dễ. Tại vì có rất nhiều cách để mà bạn thu hút được sự chú ý của người khác. Bạn muốn thử thách thì bạn có thể làm những cái gì đó nó nghệ, nó đặc biệt. Còn nếu mà bạn lười, bạn muốn dễ thì đơn giản là bạn chỉ cần làm cái gì đó nó đố bịch, nó cũng đủ thu hút sự chú ý, sự tò mò của người ta rồi. Giống như mình là mình lười, mình không có nghệ thuật, cho nên là mình chọn lố bịch. Mình làm mấy cái hình thumbnail lố bịch là cũng đủ để người ta tò mò click vô rồi. Now giờ mới là cái khó nè. Bạn dụ được người ta click vô rồi, bạn có được sự chú ý của người ta rồi. Bây giờ cái khó là làm thế nào để mà bạn giữ được cái sự chú ý đó. This is extremely difficult. YouTube nó không giống như cái lớp học. Các bạn vô trong lớp học, các bạn bị kẹt trong cái lớp học đó 45-50 phút. Cho dù lớp hôm nay nó có hay nó có dở, bạn vẫn phải ngồi đó để mà nghe. Còn đây là social media, đây là YouTube. Bạn dụ người ta click vô thì dễ, nhưng mà không có cách nào để mà bạn cản người ta không đi ra cả. Cái nút back nó ở ngay đó, click một cái là đi ra liền. Và như hồi nãy mình nói với các bạn là cái yếu tố thứ hai của việc mà video nó có nhiều view hay ít view á, đó là họ coi bao nhiêu phần trăm của video đó. Nếu mà người ta vô, người ta coi hết 100% của video, video nó sẽ viral. Còn ngược lại, nếu mà người ta vô trong cái video của bạn và người ta coi tầm 30 giây và người ta đi ra, thì lúc này nó sẽ báo hiệu với YouTube là cái video này không có hay, người ta click vô đây, người ta không có enjoy, người ta không có thích cái video này, cho nên là người ta dăng ra. Cái video này nó làm phiền người dùng của tao quá, thì lúc đó nó sẽ chặn cái video đó lại, nó không có để cho cái video nó xuất hiện nhiều trên cái nền tảng đó nữa, khiến cho là cái video nó sẽ không có view nữa. Cho nên cái khó nó mới bắt đầu từ đây nè, là làm thế nào để mà bạn giữ cho người ta coi hết cả cái video đó. Và cách duy nhất để mà người ta không văng ra, để mà bạn giữ chân được người xem á, đó là cái nội dung của bạn nó phải hay. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mà có một nội dung hay? Hay câu hỏi đúng hơn là một nội dung hay là một nội dung như thế nào? Kể từ khi mà mình bắt đầu làm YouTube tầm 1 năm trước á, thì đây là một cái câu hỏi mà mình đã cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Những cái khóa học mà mình tham gia thì có người họ kêu là mày hãy đưa ra nhiều thông tin nhất có thể, đưa ra nhiều giá trị nhất có thể. Thì trong một cái video nó có nhiều thông tin như vậy thì người ta sẽ xem, người ta sẽ thấy giá trị quá, người ta sẽ wow, người ta sẽ coi hết video đó. Còn người thì kêu là trong một video hãy thay đổi cái nền phía sau để làm cho nó khác biệt, để cho người ta có cái người ta tò mò, người ta đảo mắt. Nếu mà các bạn để ý á, là những cái video trước đây của mình á, lúc nào mình cũng quay hai góc. Những cái đó mình thử hết, có kết quả không? Có. Nhưng mà đó mình biết nó không phải là cái câu trả lời cho cái chuyện là cái nội dung đó là hay hay dở. Tại vì again, đó là những cái trick, những cái tip, những cái tactic. Nó không phải là principle, nó không phải là nguyên tắc. Nó phải có một cái quy luật nào đó để làm ra một nội dung hay. Và cái quy luật đó nó phải áp dụng được với cái style của mình nữa. Vì như các bạn thấy á, mình không phải cái kiểu người đi ra ngoài xong rồi quay cái này cái kia cái nọ nó thú vị. Hoặc là như cái style của bạn MrBeast đó là tổ chức game show rồi heavy production, edit tùm lum la. Và cũng có những người họ làm YouTube, họ ngồi họ nói và có rất nhiều
nhiều view, mình cũng học từ họ. Nhưng mà họ cũng không trả lời được cái câu hỏi là một nội dung hay là như thế nào. Mình tốn một năm trời thử và làm không tìm ra. Cho tới một tháng trước. Thì một tháng trước một sự kiện xảy ra. Đó là mình launch cái chương trình Trại Creator. Thì khi mà mình đang tìm cách để mà bán cái chương trình đó một cách thành công nhất, thì vô tình mình lại tìm ra được cái câu trả lời cho cái chuyện là một nội dung hay là như thế nào. Thật là chớ trêu khi mà mình tìm ra được cái câu trả lời cho chuyện làm nội dung, chuyện làm marketing khi mà mình đang tìm cách để mà làm sale, làm bán hàng. So thì sau khi mà mình bỏ tầm 30 triệu ra để mà học cái cách bán hàng á, thì mình có làm một cái video YouTube để mà giới thiệu về cái chương trình Trại Creator đó. Mình làm cái video đó dựa trên cái khung về chuyện bán hàng mà mình đã học được. Thì đó là một cái video rất khác so với những cái video mà các bạn thường xem của mình. Đó là một cái video rất là dài, dài nhất mà mình từng làm. Và đó là video để mà sale, để mà bán hàng. Thì chuyện thú vị nó bắt đầu từ đây nè. Cả những cái yếu tố của cái video đó đó, nó đều chỉ ra là cái video này nó sẽ ít view. Tại vì á, cái video đó rất là dài. Thời đại này á, cái attention span của mọi người á, nó rất là ngắn. Rất là hiếm ai chịu bỏ ra 40 phút để mà ngồi coi một cái video trên YouTube. Và đây là cái video để mà bán hàng. Không có ai thích bỏ thời gian ra để mà ngồi nghe người khác bán hàng cho bạn cả, đúng không? Thì tất cả những cái yếu tố đó nó đều indicate là cái video này nó sẽ flop nặng. Ngạc nhiên thay, đây lại là cái video thành công nhất mà mình đã từng làm. Không chỉ là nhiều người họ quyết định coi cái video đó, mà thông số của YouTube còn chỉ ra là họ coi hết cả cái video luôn. Tức là rất nhiều người, trong đó có thể có bạn, họ hứng thú ngồi nghe mình bán hàng cho tới giây cuối cùng của video đó luôn. Ngạc nhiên không? Thì sau khi mà có kết quả như vậy thì mình kiểu ha, interesting. Thì mình nhìn lại thử cái video đó để mà coi khác biệt là từ đâu. Thì mình nhận ra là cái mấu chốt á, đó là ở nghệ thuật kể chuyện, storytelling. Cái khung mà mình áp dụng cho cái video đặc biệt đó là để kích hoạt cái chuyện kể chuyện. Nhờ vào cái chuyện kể chuyện mà người ta ở lại lắng nghe tới phút cuối cùng. Người ta bấm vô cái video là vì cái thông tin mà người ta cần. Mà người ta ở lại để nghe là tại vì cái câu chuyện. Và bạn phải làm cho cái thông tin mà bạn cung cấp nó trở nên thú vị thông qua chuyện kể chuyện. Bạn nào mà học marketing, học về kinh doanh, học về media thì chắc chắn là ít nhiều cũng đã nghe qua cái chuyện người ta nói về việc kể chuyện. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà để thực hiện nó thì nó lại rất là khó. Cái việc kể chuyện này á, đó là một cái nghệ thuật thất truyền. It's a dead art. Người ta nói kể chuyện, nhưng mà rất ít người họ hiểu được cái quy tắc để mà kể chuyện hay. Let alone là họ có thể thực hiện được nó. Nhưng mà nếu mà bạn làm được á, thì nó sẽ mở ra một cái thế giới hoàn toàn khác với bạn. Bạn sẽ có thể điều khiển được sự chú ý của người khác, giữ cho người ta tập trung vào bạn lâu nhất có thể, và thuyết phục người ta đồng ý và làm những cái mà bạn muốn. Nó là cái công cụ để giúp cho các bạn tạo ra cái giá trị cho cái thương hiệu của bạn. Giúp cho bạn cùng một cái mặt hàng nhưng mà bán được giá cao hơn người khác. Giống như là cái công ty sneaker Nike, thông qua những cái campaign marketing của họ, họ kể cái câu chuyện là cái dấu swoop, cái logo đó của họ tượng trưng cho việc là vươn lên, vượt khó, just do it. Họ slap cái logo lên trên đôi giày mà họ chỉ tốn 10 đô sản xuất ở Trung Quốc và bán cho các bạn 200-300 đô, và tất cả mọi người đều vui vẻ và đua nhau mua. Hoặc cũng giống như là một thằng YouTuber nào đó với một tí kiến thức nông cạn của nó về chuyện business bằng cách kể chuyện, nó tạo ra những cái video chục ngàn view, xong rồi mọi người nhìn vô đó, mọi người nghĩ là trời ơi thằng này biết nhiều quá, thằng này giỏi quá, đúng không? Kể cho các bạn nghe. Thì vừa rồi á, mình có đăng ký một cái newsletter subscription mà nó phải gọi là mở mang tầm mắt của mình luôn. Thì cái subscription đó giá của nó là 7 triệu mỗi tháng. Tức là mỗi tháng các bạn trả cho nó 7 triệu, xong rồi nó gửi về cho các bạn một cái newsletter tầm 30 trang giấy mỏng mỏng tầm như đây nè. Đó, tầm như đây. Cái này là mình lấy ví dụ, tại vì cái bản physical đang từ Mỹ gửi về, còn mình đọc cái bản PDF trước. Chỉ có 30 trang giấy mà nó chẹt 7 triệu. Mà hay hơn nữa là cái này là subscription. Tức là không chỉ có một tháng mà người ta sẵn sàng người ta trả ra 7 triệu mỗi tháng để mà nhận được mấy tờ giấy đó. Thì câu hỏi đặt ra là 30 trang giấy đó nó có giá trị gì để mà người ta trả 7 triệu mỗi tháng như vậy. Đúng là tiền nào của đó vô tập đầu tiên, tháng đầu tiên là nó bật mí luôn các bạn. Thì họ chia sẻ là mấu chốt của cái nội dung đó, của 30 tờ giấy đó, không phải nằm ở cái việc mà 30 trang giấy đó họ đóng gói được bao nhiêu thông tin giá trị bí mật ở trong đó. Tiêu của cái business đó nha, là họ sẽ cung cấp thông tin ít nhất có thể. Ghê không? 7 triệu cho 30 tờ giấy thôi mà nó còn muốn cung cấp thông tin cho bạn ít nhất có thể. Nó cung cấp ít thông tin để mà nó còn thông tin để mà nó tiếp tục bán cho các bạn vào tháng tiếp tới. Nhưng mà cái nghệ thuật là thông qua cái việc kể chuyện, lồng ghép câu chuyện vô, nó khiến cho người đọc cảm thấy là họ đang tham gia một cái hành trình tìm tới kho báu là cái thông tin ít ỏi mà họ được cung cấp đó. Và khi mà họ đọc như vậy, họ tham gia cái hành trình như vậy, nó khiến họ cảm thấy hào hứng, họ cảm thấy thích thú và họ cảm thấy wow khi mà họ khám phá ra được cái thông tin nhỏ xíu đó. Nó khiến cho khách hàng của họ cảm thấy không thể chờ được để mà trả tiền cho tháng tiếp theo để mà tiếp tục được tham gia cái hành trình đặc biệt. Các bạn có thấy nó xuất sắc không? Một cái business mà nó muốn chẹt khách hàng của nó nhiều nhất có thể
và nó muốn cung cấp thông tin cho người ta ít nhất có thể, và nó nói cho khách hàng của nó là nó đang làm như vậy luôn, và khách hàng họ vẫn vui vẻ. Please take my money. Tất cả đều dựa trên một cái trụ cột, đó là cái nghệ thuật kể chuyện trong cái nội dung của họ. Cả nội dung đó là 30 trang giấy, một cái post trên Facebook hay là một cái video trên YouTube. Nó cũng giống như là cái việc mà các bạn đang xem video này vậy. Nếu mà các bạn coi tới tận phút này thì dựa trên cái behavior của bạn sẽ đoán là cái video này nó cũng không quá tệ, đúng không? Nhiều bạn sẽ nghĩ là trời ơi video này hay nè, nhiều thông tin thú vị nè, giá trị nè. Recap lại thử những cái thông tin giá trị mà mình chia sẻ với các bạn là gì. Cái thông tin đó, nó chỉ đơn giản là để làm YouTube có nhiều view thì đầu tiên tập trung vô thumbnail với lại title, và cái thứ hai kể chuyện, chỉ vậy thôi. Tất cả những thông tin đó mình có thể nói trong vòng 1-2 phút và bạn sẽ có đủ thông tin để mà áp dụng được liền. Nhưng mà nếu mà mình làm vậy á thì bạn sẽ không tốn tới mười mấy phút để mà chỉ tập trung vào riêng mình, và bạn sẽ không có cảm giác là wow video này nhiều cái giá trị dữ. Cái khác biệt nó nằm ở đâu? Bạn có thể bật lại nguyên cái video này để mà nhận ra, nhưng mà để mình tiết kiệm thời gian cho các bạn, khác biệt đó là nghệ thuật kể chuyện. Nghe kể chuyện nó đơn giản như vậy, nhưng mà để mà hiểu và áp dụng được á, nó thật sự rất là khó. Ít nhất là nó khó đối với mình, không phải lúc nào mình cũng làm thành công được. Nhưng mà nếu mà các bạn thành thục và áp dụng được á, thì một chân trời mới trong việc làm nội dung và kiếm tiền nó sẽ mở ra với các bạn, cũng giống như là cái chân trời đó nó đã mở ra với mình. Nếu mà các bạn muốn coi tận mắt để tự phân tích cái video đặc biệt mà mình áp dụng những cái thumbnail, title và cái cách kể chuyện như trong video đó, thì mình sẽ để cái video đó đâu đây để các bạn có thể tham khảo qua thử. Nhớ subscribe nếu mà các bạn muốn coi thêm những cái video về chủ đề kinh doanh, và nhớ share video này với thằng bạn thân của bạn để coi nó suy nghĩ gì về chuyện này nha. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.